Hey, chào các bác. Chiều hôm nay thì em cũng có thấy thêm một tổ cái thang này, cây dừa này nữa. Rồi em vừa mới phát hiện chim mẹ nó bay ra. Giờ em xem có thể có gì chứ nhé. Có trứng hay có con này nhỉ? À, có trứng các bác ạ. Tổ cho thang làm này, cây dừa này rất đẹp. Hai, có tới 5 trứng. Ok. Hôm nay thì cũng khá thành công ở đây, thấy được 3 tổ, 2 tổ 5 trứng và 1 tổ 2 trứng. Trứng màu như thế này thì nó cũng sắp nở rồi nhé. Tổ làm rất là ok, đẹp. Làm mấy cái giữa này. Đấy, em cho các bạn thấy rõ hơn nhé. 5 trứng. Mà chưa nữa thấy thì cũng đã sắp nữa rồi. Hồi sáng thì cũng đã thấy một tổ 5 trứng ở nơi hốc cây móng tre. Giờ cũng giờ này đi một vòng nữa thì cũng thấy thêm một tổ 5 trứng nữa. Rồi, rất là tuyệt vời. Làm tổ rất chi là lời dây rác, nó làm rớt xuống dưới này, nó bỏ tôi, nó làm lên lên thấu trên này. Nhìn ở ngoài thì như cái tổ chuột, nhưng bên trong thì rất là ok. Tầm một tuần nữa thì em sẽ thăm lại tổ này. Các bạn nhớ theo dõi em nhé. Rồi, xin hẹn gặp lại các bạn ở những tổ tiếp theo.